Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp tuần mới từ ngày 31 tháng 8 năm 2020 đến ngày 6 tháng 9 năm 2020 nhé. Và đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý tuần mới từ 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình tình duyên của bạn tuổi Tý trong cái tuần mới này không thực sự được như ý. Thay vì bạn tuổi Tý chọn giải pháp trốn tránh với những cái vấn đề cá nhân, tốt nhất là bạn tuổi Tý nên tìm cách để xử lý chúng thay vì để cho cái mối quan hệ của mình ngày càng rơi xuống vực thẳm nhé. Trong tuần mới này đối với bạn tuổi Tý, cái con đường công danh sự nghiệp của bạn mệnh lúc này cũng không được suôn sẻ và thuận lợi. Đây cũng là cái thời gian mà bạn tuổi Tý nên tạm gác lại công việc và hướng tới những cái kế hoạch nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn hay gặp gỡ gia đình, người thân. Nhờ thế mà đời sống với bạn sẽ được cân bằng đáng kể bạn tuổi Tý nhé. Trong tuần mới này đối với bạn tuổi Tý, bạn đang gặp được sao Thiên Đức chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy cái phương diện tài lộc của bạn tuổi Tý sẽ gặp nhiều thuận lợi. Và đặc biệt là đối với những bạn thiêu nghiệp, kinh doanh buôn bán thì sẽ thu được cái nguồn lợi nhuận kha khá với mình. Còn đối với những bạn làm công ăn lương thì cũng có được thu nhập tương đối là ổn định. Tiền bạc tuy không dư dả nhưng vẫn đủ ăn, đủ tiêu bạn tuổi Tý nhé. Với cái tuần mới này đối với bạn tuổi Tý, những ngày đầu tuần bản mệnh không được may mắn cho lắm. Giữa tuần thì tình hình có khá hơn nhưng không đáng kể, bởi bạn tuổi Tý cũng đang chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bản mệnh có phần mệt mỏi, gặp vấn đề về sức khỏe, công việc quá nhiều có thể khiến cho bạn tuổi Tý cảm thấy căng thẳng, kéo theo cơ thể mệt mỏi nữa đó bạn tuổi Tý nhé. Tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi phương đông của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này cho thấy là cái con đường tình duyên của bạn tuổi Sửu, bạn không nên hy vọng quá nhiều trong cái tuần này nhé. Với bạn tuổi Sửu, mỗi khi buồn phiền, bạn sẽ muốn dành thời gian nhiều hơn cho những người mình yêu thương. Song một cái nỗi bận tâm từ quá khứ có thể bị khơi lại. Cái điều này khiến cho bạn mệnh tuổi Sửu cảm thấy lo lắng và có phần bất an nữa đó bạn nhé. Bạn tuổi Sửu trong tuần mới này khó khăn nối tiếp khó khăn. Cái điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Sửu đôi bên cảm thấy mất phương hướng, muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. Tuy nhiên với bạn tuổi Sửu, thay vì trốn tránh, bạn nên đối mặt với cái vấn đề để trút hết những cái tức giận trong lòng một lần rồi mạnh mẽ đứng lên để bước tiếp bạn tuổi Sửu nhé. Tuần mới này đối với bạn tuổi Sửu tưởng như chỉ có xui xẻo, nhưng có lúc bản mệnh vẫn tìm được cái niềm vui khi bạn cũng đang có được thực thần xuất hiện chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi Sửu có được cái vận may nho nhỏ với mình. Và bạn tuổi Sửu, bạn hãy trân trọng cho những cái điều này, cho dù nó qua nhanh thôi nhưng sẽ là cái động lực cho bạn thực hiện những gì đang còn dở dang diễn ra trong tuần đó bạn tuổi Sửu nhé. Bạn tuổi Sửu trong tuần mới này, bạn cũng đang gặp Bạch Hổ hung tinh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu đang có cái điềm báo không ít cái bất lợi cho bạn mệnh. Và bạn tuổi Sửu chính vì cái tuần mới này, bạn nên tránh cái sự tranh chấp, va chạm, mâu thuẫn, gây căng thẳng, vì bạn sẽ luôn là người yếu thế hơn so với người khác, thường nhận lại cái phần thua thiệt về mình đó bạn tuổi Sửu nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Dần từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2020.
Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Dần trong tuần mới này được khởi sắc. Các cặp đôi hứa hẹn sẽ trải qua một cái tuần lễ đầy lãng mạn cùng nhau. Tuy nhiên, với bạn tuổi Dần, những cái vấn đề còn tồn đọng giữa hai người sẽ không dưng tự động bốc hơi. Vì thế, nếu như bạn tuổi Dần muốn tiến đến một cái mối quan hệ về lâu dài, đôi bên nên trực tiếp đối mặt và giải quyết chúng bạn tuổi Dần nhé. Với bạn tuổi Dần trong cái tuần mới này, sự nhạy cảm và khả năng tư duy sáng tạo của bạn tuổi Dần cũng hứa hẹn sẽ được thể hiện một cách rõ ràng trong cái tuần mới này. Vậy nên cái thời điểm trước mắt bạn tuổi Dần nên dùng chúng để thử nghiệm những cách làm việc mới mẻ và lắng nghe trái tim mình nhiều hơn bạn tuổi Dần nhé. Với bạn tuổi Dần, những ngày giữa tuần là cái thời điểm kiếm thuận lợi với bản mệnh. Bản mệnh phải để ý cả cái phương diện, cái mối quan hệ lẫn cái chuyện tình cảm là khi đang có kiếp tài xuất hiện. Thay vì suy nghĩ tiêu cực, bạn tuổi Dần với những gì đã xảy ra, bạn cần phải tỉnh táo và đánh giá lại tình hình bạn nhé. Bạn tuổi Dần trong cái tuần mới này, may là cũng nhờ có cát tinh che chở nâng đỡ cho cái vận trình của bản mệnh nên bạn vẫn có được cảm hứng để trau dồi nhiều cái kỹ năng mới cũng như là học hỏi về cái hành trang trên cái con đường công danh sự nghiệp cho mình, từ đó mở ra nhiều cái cơ hội để bạn tuổi Dần đáp ứng được những cái tham vọng phát triển tương lai sự nghiệp cho bản thân mình bạn nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Mão từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2020. Cái tuần mới này đối với bạn tuổi Mão, tử vi cho chúng ta thấy là vận trình tình cảm của bạn tuổi Mão trong tuần này được khởi sắc, đời sống của bạn vô cùng là lãng mạn với nhiều cái cung bậc cảm xúc được thăng hoa nhé. Bạn tuổi Mão đối với những bạn còn độc thân sẽ chủ động hơn với đối tượng của mình, trong khi các cặp đôi sẽ có cơ may trải nghiệm những cái buổi hẹn hò đầy lãng mạn, đầy lý tưởng với bạn đó nhé. Và bạn tuổi Mão, cái thời gian hứa hẹn sẽ có nhiều cái cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp sẽ tìm đến bản mệnh. Bạn tuổi Mão, bạn nên cố gắng giữ bản thân mình trong cái trạng thái tỉnh táo để đón nhận những cái may mắn sắp tới đến với mình. Nếu không nhanh chóng nắm bắt thì những cái cơ hội tốt đẹp này sẽ rơi vào tay người khác đó bạn tuổi Mão nhá. Còn về cái phương diện tài lộc của bạn tuổi Mão trong cái tuần mới này có những thuận lợi lẫn khó khăn đan xen xuất hiện trong tuần này, có thể do ảnh hưởng của kiếp tài chiếu mệnh nên những cái hứa hẹn thay đổi liên quan tới cái chuyện tiền bạc của mà bạn tuổi Mão vẫn đang còn ẩn giấu. Do đó, bạn tuổi Mão, bạn nên là người chủ động đưa chúng ra ánh sáng bạn nhé. Tuy nhiên, tuần mới này với bạn tuổi Mão đang có sao đại hao xuất hiện, nhắc nhở bản mệnh tuổi Mão không nên cố gắng làm cái điều gì quá sức vì sẽ tốn công vô ích thôi, vì cũng chẳng nhận được cái khoản tiền như bạn thật sự hứa hẹn đâu đó bạn nhé. Ngoài ra, với bạn tuổi Mão trong cái tuần này, tránh cái việc chi tiêu những cái khoản tiền lớn bởi cái thời gian này vì nó sẽ là cái nguyên nhân gây ra cho bạn cái sự nợ nần đó. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Thìn từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn, nếu bạn tuổi Thìn bản thân không có mấy cảm xúc gì đối với đối phương thì bạn không cần phải ép mình ở bên người ấy nhé. Những cái cặp đôi đang yêu hãy nhớ rằng hãy mạnh dạn hơn trong cái việc bày tỏ cái quan điểm và sở thích của mình để nửa kia thấu hiểu hơn bạn nhé. Về cái vận trình công danh sự nghiệp của bạn tuổi Thìn trong tuần mới này cũng không được như ý, nhưng hứa hẹn cái tuần mới này có cơ may mở rộng cái phạm vi hoạt động của mình sẽ khiến cho cái mối quan hệ hiện tại của bạn tuổi Thìn trở nên
khăng khít hơn. Thông qua đó, cái cơ hội hợp tác làm ăn hoặc là một đội nhóm mới của riêng bản thân mình có thể được thành lập với bạn tuổi Thìn nhé. Và cuối tuần này đối với bạn tuổi Thìn ạ, có thương quan chiếu mệnh là cái điểm báo không tốt đối với bạn tuổi Thìn. Nếu có việc gì không liên quan tới mình thì không nên tham gia, tránh phạm phải lỗi với người lớn, bạn sẽ khó được tha thứ được. Ngoài ra, trong cái tuần mới này với bạn tuổi Thìn, khi tham gia giao thông, bạn nên cẩn trọng, muốn sang đường thì phải nhìn trước ngó sau, cẩn thận, kẻo lại xảy ra cái sự chảy xước, va chạm, ảnh hưởng đến sức khỏe của mình bạn tuổi Thìn nhé. Tuần mới này với bạn tuổi Thìn, con đường tài lộc của bạn đang có cái dấu hiệu sa sút bởi bạn đang chịu ảnh hưởng của tiểu hao, nên nguy cơ mất tiền trong cái tuần mới này là rất cao. Nhưng đó chỉ là cái khoản tiền không đáng kể, nó nằm trong cái dự tính toán của bản mệnh. Tuy cuộc sống chưa thực sự như ý muốn, nhưng bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang có những cái cố gắng nhằm gia tăng tiền bạc trong cái thời gian tới với mình rồi. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tỵ từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy rằng bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải suy nghĩ mọi việc một cách tổng thể thay chỉ vì lo cho cái sự ích kỷ của bản thân mình nhé. Đây cũng là tuần để cho bạn tuổi Tỵ gần gũi với mọi người và chia sẻ những cái ý tưởng của mình với họ. Sợi dây gắn kết tình cảm sẽ giúp cho bản mệnh nhìn xa hơn mọi cái vấn đề trong cuộc sống đó. Tuần mới này đối với bạn tuổi Tỵ, thực thần chiếu mệnh, cái điều này mang lại cho bạn tuổi Tỵ có nhiều cái niềm vui và lời mời ăn uống, gặp mặt nhiều đối tác làm ăn có tiềm năng đến với bạn trong tuần. Điều gì đó đã thôi thúc cho bạn tuổi Tỵ mạo hiểm, có được cái sự táo bạo một chút trong công việc lẫn cái vấn đề về tài chính. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tỵ, trước khi hành động, bạn cần phải nghiên cứu và suy nghĩ một cách cho thấu đáo và kỹ lưỡng nhé. Tuần mới này với bạn tuổi Tỵ, bản mệnh cần phải tiết chế cá tính của mình vì có những cái tình huống buộc phải gỡ bỏ cái vỏ bọc phòng ngự cũng như là cái mác hoàn hảo mà bản thân của bạn đã tạo ra để có một cái cuộc trò chuyện sâu sắc với đối phương, điều mà vô tình sẽ để lộ những cái thương tổn của bạn tuổi Tỵ ra bên ngoài đó nhé. Tuần mới này, ngũ quỷ hung tinh cũng cho thấy có những cái vấn đề không tốt sẽ ảnh hưởng tới bạn tuổi Tỵ, đời sống nội tâm của bạn mệnh cũng đang trải qua nhiều cái biến chuyển không mấy tích cực. Bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải cân nhắc các cái phương pháp điều trị về tâm lý để có thể buông bỏ những cái nỗi ám ảnh, đau đớn đang đeo bám bản thân mình. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Ngọ từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Ngọ, cho chúng ta thấy là cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Ngọ không được thuận lợi. Bạn tuổi Ngọ, đối với những bạn còn độc thân nên cẩn trọng với những cái bẫy sẽ dễ sa ngã vào những cái mối tình đầy chớp nhoáng với những cái đối tượng miệng lưỡi khôn khéo đó bạn nhé. Bạn tuổi Ngọ, bạn mệnh cần thực sự cẩn thận vì cái sự bóng bẫy kia có thể đánh lừa bạn đó. Với bạn tuổi Ngọ trong tuần mới này không hề gặp khó khăn trong việc thể hiện chính mình. Bạn tuổi Ngọ, bạn nên trau dồi bản thân theo một mạnh độc lập, học cách lắng nghe một người khuyên đối tác hoặc là một người bạn đang cố gắng đưa ra những cái lời khuyên bổ ích cho bản mệnh. Tuy ban đầu không dễ chấp nhận với bạn, nhưng chúng vô cùng cần thiết cho tương lai của bạn. Trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Ngọ, chính tài chiếu mệnh đầu tuần cho thấy bạn tuổi Ngọ đang có được cái niềm vui, tín hiệu vui liên quan tới cái chuyện tiền bạc. Nhưng xem ra vẫn có cái mối nguy hiểm khiến cho bạn tuổi Ngọ đang có điềm báo bị mất tiền, mất của. Chính vì thế mà bạn tuổi Ngọ cần phải tìm cách tránh và
quan trọng là không nên tin người. Bản mệnh chỉ dễ mất tiền ở những người mà mình tin tưởng nhất mà thôi đó bạn tự ngọ nhá. Sao thấy âm hỗ trợ cho bạn nữ tuổi ngọ đang gặp những cái khó khăn trong công việc hoặc là cái chuyện nhân duyên, nhìn chung là bạn tuổi ngọ bạn sẽ hiểu ra ai tốt để có thể thân thiết và ai xấu để mình có thể tránh xa, không nên dành nhiều thời gian cho những người ảnh hưởng tiêu cực tới mình đó bạn nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Mùi từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình tình cảm của bạn không được vui cho lắm, chuyện tình cảm không được như ý. Một phần là do bạn tuổi Mùi bạn tôn trọng người thương và tránh cái thái độ thiếu chân thành, dạ dối, có thể gây tổn hại cho cảm xúc cho nửa kia của mình. Chung thủy luôn là cái yếu tố hàng đầu cho cái mối quan hệ về tình cảm. Tuần mới này đối với bạn tuổi Mùi vận trình trong tuần mới này cơ bản là khá ổn với bạn. Có thể những hành động ngẫu hứng của bản mệnh đang đem lại những kết quả khả quan hơn mong đợi với bạn. Tuy nhiên, những cái ý tưởng bất ngờ xuất hiện sẽ đôi lúc khiến cho bạn tuổi Mùi mất đi phương hướng. Do đó, bạn tuổi Mùi bạn không nên vội vàng hành động nhé. Chính quan xuất hiện những ngày đầu tuần đối với bạn tuổi Mùi, công việc được suôn sẻ hơn nhưng cũng không được chủ quan vì sẽ có cái con đường phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn, thử thách với bạn. Vì thế, bạn tuổi Mùi, bạn hãy cố gắng giữ tinh thần được tỉnh táo, đường tài lộc cũng không có nhiều biến động với bạn trong tuần đâu đó. Sao dịch mạ chiếu mệnh làm cho bạn tuổi Mùi cái vấn đề về di chuyển, bạn cảm thấy khá chi là vất vả, có thể phải di chuyển thường xuyên. Tính chất công việc gây ra cho bạn nhiều áp lực. Tuy nhiên, bản mệnh tuổi Mùi bạn không nên lo lắng quá, với cái sự linh hoạt chủ động thì khó khăn một chút cũng không có gì là đáng ngại với bạn. Hơn nữa, những cái trải nghiệm này còn mang lại cho bạn nhiều cái bài học quý giá nữa đó. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Thân từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là vận trình tình duyên của bạn có phần trầm lắng, thậm chí có người nhận ra rằng mình đang bị lừa gạt trong cái chuyện tình cảm nhé. Bản mệnh tuổi Thân cần phải bình tĩnh để nhìn nhận lại cái sự việc trước khi thẳng thắn trò chuyện để tìm hướng giải quyết cho phù hợp, không nên vội vàng làm cái điều gì đó trong lúc này đó. Và bạn tuổi Thân trong tuần mới này không có nhiều bước tiến đáng kể trên cái con đường công danh trong tuần này. Bạn tuổi Thân đang dần khởi động lại cái guồng quay làm việc đang bị đình trệ của mình. Bạn chỉ cần bản mệnh có thể loại bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực và tự tin vào cái khả năng của bản thân mình thì mọi thứ sẽ được tốt đẹp hơn với bạn nhé. Chính ấn chiếu mệnh, cái điều này mang lại tín hiệu tốt cho bạn tuổi Thân, nhất là những người chờ đợi cái thời cơ để được thăng tiến. Và cái tuần mới này với bạn tuổi Thân cũng rất chi là thuận lợi hơn cho những người đang theo đuổi việc học hành, thi cử, sẽ có được kết quả như ý. Bạn mệnh hãy cố gắng phát huy hết thế mạnh của mình và tài năng của mình nhiều hơn nữa bạn tuổi Thân nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2020. Trên tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy rằng bạn tuổi Dậu nên phá bỏ những cái tiêu chuẩn cố chấp và mạnh dạn tiếp xúc với những người có lý lịch khác mình nhé. Tuần mới này các cặp đôi sẽ biết chia sẻ với nhau nhiều hơn và những cái câu chuyện của hai người cũng mang tính chất cá nhân hơn đó. Về cái phương diện công việc của bạn tuổi Dậu tuần mới này, với những cái tình huống phát sinh trong tuần, bản mệnh hãy cố gắng giữ cho mình một tinh thần điềm đạm, bản lĩnh
khi giải quyết mọi cái vấn đề, thời gian này cũng rất thích hợp để cho bạn tuổi Dậu dành thời gian cho bản thân để được nghỉ ngơi, thư giãn, để lấy lại tinh thần cho mình bạn nhé. Cái vận trình tài lộc của bạn tuổi Dậu trong cái tuần mới này có được dấu hiệu chuyển biến tích cực, chính tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy các vấn đề liên quan tới tiền bạc sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa với bạn. Tuy nhiên, bạn tuổi Dậu, bạn nên thận trọng khi xử lý trước tập thể, trước đám đông, vì họ là người sẽ mang lại cho bản mệnh những cái thuận lợi bất ngờ về sau đó nhé. Tuần mới này với bạn tuổi Dậu, ảnh hưởng của sao Thái Tuế là hung tinh điềm báo cho bạn tuổi Dậu có thể gặp tai nạn bất ngờ. Nếu phải xuất hành đi xa, bạn cần phải chú ý, nhất là những ai đi về quê hoặc là kỳ nghỉ. Nhân dịp cái ngày lễ phải thận trọng với cái đồ đạc của mình. Bên cạnh đó, bạn mệnh nên cẩn trọng trong công việc, kẻo lại mắc sai sót đố bạn tuổi Dậu nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tuất từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy rằng mọi việc đang diễn ra như chống lại bạn tuổi Tuất. Và bạn tuổi Tuất, bạn đừng nên nản chí, tất cả là thử thách với bạn, miễn là bạn đủ tự tin, đủ cái tiềm năng, đủ động lực và cả cái sự tin tưởng để đảm nhận một cái vị trí cao hơn với mình nhé. Có thiên quan chiếu mệnh, cái tuần mới này nhắc nhở bạn tuổi Tuất nên thận trọng trong cái việc chi tiêu, nhất là những ngày lễ, tránh tổn hao về tài chính hay là cho vay mượn về tiền bạc, hoặc là vướng vào các hoạt động liên quan tới đầu tư kiếm lời nhanh. Ngoài ra, cái việc chăm sóc tinh thần và tập luyện để tăng cường sức khỏe cơ thể cũng rất chi là cần thiết với bạn. Và cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Tuất trong tuần mới này đang phải đối mặt với nhiều cái vấn đề khó khăn. Nếu như bạn tuổi Tuất bạn cảm thấy cái mối quan hệ có chút phai nhạt và muốn dừng chân thì cũng đừng vội, bởi trong tình yêu cặp đôi nào cũng sẽ phải trải qua cái giai đoạn này mà thôi bạn nhé. Cái quan trọng là bản mệnh và người ấy cùng nắm tay nhau vượt qua mọi cái khó khăn, thử thách trong cuộc sống đó. Hơn thế nữa, trong cái tuần mới này với bạn tuổi Tuất, sao Bách Việt xuất hiện. Cái điều này ảnh hưởng không tốt tới các cặp đôi đang yêu, vì sẽ có nguy cơ có người thứ ba xuất hiện xen ngang cái chuyện tình cảm của bạn. Tuy nhiên, bạn tuổi Tuất, đây là cái cơ hội tốt để cho bản mệnh đánh giá lại tình cảm của mình. Đừng có suy nghĩ quá nhiều bạn nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Hợi từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Hợi, đối với những bạn còn độc thân đang tìm kiếm một nửa ưng ý thì hãy nhìn rộng hơn là cái bề ngoài về địa vị xã hội của họ nhé. Bạn tuổi Hợi, bạn hãy hiểu rõ đối phương là ai và họ đang đại diện cho tính cách gì trước tiên. Với những nàng đã có đôi có cặp thì bạn tuổi Hợi sẽ muốn đưa cái mối quan hệ của cả hai đạt đến một bước tiến mới nữa rồi đó. Và cái phương diện tài lộc của bạn tuổi Hợi có phần hao hụt. Những ngày đầu tuần bạn đang gặp tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Hợi thường xuyên rơi vào cái tình huống khó xử. Đây cũng là cái thời điểm thích hợp để cho bạn xem lại cái kế hoạch chi tiêu của bản thân mình, để đưa ra những cái cách thức quản lý về tiền bạc hợp lý và thông minh hơn với mình bạn tuổi Hợi nhé. Tuần mới này đối với bạn tuổi Hợi có những cái khó khăn nhưng không thể giải bày cùng ai. Thực ra bạn tuổi Hợi bạn cũng không thể đợi được ai đó đến giúp đỡ. Tốt hơn hết là bạn mệnh nên tự tìm cách giúp lấy chính mình. Nếu chờ đợi vào người khác chỉ mang lãng phí thêm thời gian cho bạn mà thôi nhé. Tuần mới này bạn tuổi Hợi cũng đang chịu ảnh hưởng của sao Thiên Cầu chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Hợi đang có điềm báo, có họa thị phi kéo đến. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Hợi không khỏi lao đao, đau đầu để suy nghĩ về cách giải quyết sao cho ổn thỏa nhất. Điều này cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần khi bản mệnh phải suy nghĩ và căng thẳng quá nhiều đó bạn nhé.